Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin kính chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt vết vẽ trên máy nhận dạng ES728A. Rồi, thì đầu tiên là cách tắt mở vết vẽ. Để mở vết, mình sẽ ấn vào chữ vết nè. Thì khi mà chúng ta mở vết, cái góc phải màn hình nó sẽ hiển thị cái chữ mở. Đây, đó. Rồi, để tắt vết, mình ấn vào chữ vết một lần nữa. Thì máy sẽ hiển thị chữ tắt. Rồi, tiếp theo là cách xem vết. Mình sẽ ấn vào phía menu. Di chuyển xuống phần vết, bấm Enter. Rồi di chuyển xuống phần danh sách vết, bấm Enter. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn ra những cái vết mà mình muốn xem, sau đó bấm Enter vào xem. Rồi tiếp theo là cách đổi màu vết. Thì như chúng ta cũng có thể thấy, cái màu vết hiện tại của chúng ta đang sử dụng là màu xanh dương. Rồi, ngay chữ tắt này, cái bên chữ tắt nó để màu xanh dương nè, mọi người thấy không, nó hơi mờ ha. Rồi, thì thay đổi màu vết là bấm vào phía menu, di chuyển xuống phần vết, bấm Enter. Di chuyển xuống cột màu vết, bấm Enter. Rồi thì đây chúng ta sẽ chọn ra cái màu vết mà mình muốn cài đặt, sau đó bấm Enter vào. Máy hiển thị lưu thành công. Rồi sau đó chúng ta bấm thoát để thoát ra. Thì ngay lúc này, ngay khung tắt mở vết, nó sẽ hiển thị cái màu mà chúng ta vừa mới cài đặt. Đây mọi người thấy không, màu xanh lá cây này. Rồi tiếp theo là cách ẩn vết vẽ. Trong trường hợp mà chúng ta có quá nhiều vết trên màn hình hải đồ đó, mà mình muốn ẩn đi một số vết không cần thiết, thì mình sẽ vào trang menu, di chuyển xuống vết, bấm Enter. Di chuyển xuống cột, ẩn màu vết, bấm Enter. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ chọn ra những cái màu vết mà mình không cần thiết, rồi mình bấm Enter vào để ẩn đi. Rồi, Enter. Hoặc là mình có thể ẩn đi tất cả bằng cách di chuyển qua chữ tất cả. Đây, rồi mình bấm Enter vào. Rồi thì ở đây tất cả vết sẽ được ẩn. Rồi thì đó là cái cách cơ bản để chúng ta ẩn màu vết. Sau khi thao tác xong, mình bấm thoát để thoát ra. Và tiếp theo là cách xóa vết. Thì để xóa thì các cái vết không cần thiết, mình vào trang menu, di chuyển xuống phần vết, bấm Enter. Di chuyển xuống phần xóa vết, bấm Enter. Rồi, thì cách đầu tiên là cách xóa vết theo màu. Ở đây chúng ta sẽ chọn ra một cái màu vết mà chúng ta muốn xóa. Thí dụ như màu xanh lá cây đi. Rồi, mình sẽ bấm Enter vào để xóa. Thì máy sẽ hiển thị là lưu thành công. Thì ngay lúc này, những cái vết được hiển thị màu xanh lá cây sẽ được xóa tất cả. Thì khi chúng ta chọn màu vết á, ví dụ như chúng ta chọn màu xanh lá cây, thì ngay lúc này những cái vết có màu xanh lá cây sẽ được xóa tất cả. Rồi hoặc là chúng ta muốn xóa tất cả vết thì mình sẽ di chuyển vào phần xóa tất cả. Bên đây để chữ tất cả nè, rồi mình bấm Enter vào. Rồi máy hiển thị lưu thành công. Thì ngay lúc này tất cả vết sẽ được xóa. Rồi sau khi xóa xong mình bấm thoát để thoát ra ngoài. Rồi, tiếp theo là cách xóa vết trong danh sách vết. Để xóa vết trong danh sách mình bấm vào phía menu nè. Di chuyển xuống phần vết, bấm Enter. Di chuyển xuống phần danh sách vết, bấm Enter. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ chọn ra những cái vết mà mình muốn xóa, sau đó bấm Enter vào. Di chuyển xuống cột xóa, bấm Enter. Di chuyển qua có, bấm Enter. Thì em thấy cái cách này nó hơi phức tạp hơn là hai cái cách lúc nãy, nên mọi người có thể lựa chọn ra những cái cách nào mà mình cảm thấy nó dễ thì mình sử dụng. Rồi sau khi xóa xong mình bấm chữ thoát để thoát ra. Rồi thì đây là các cái bước cơ bản nhất để chúng ta có thể cài đặt vết vẽ trên máy nhận dạng ES728A. Rồi chúc mọi người thành công nha. Rồi, thì còn cái chức năng nào mà mọi người chưa biết sử dụng thì mọi người hãy comment xuống bình luận cho em nha. Em sẽ ưu tiên làm những cái video hướng dẫn về chức năng đó cho mọi người ha. Hoặc mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho em với số điện thoại là 0948 909941. Thông thường em sẽ dán số điện thoại vào góc trái màn hình, thì mọi người có thể lấy số điện thoại đi liên hệ qua cho em, hoặc là kết bạn qua Zalo, Facebook thông qua số điện thoại đó luôn. Rồi, video game tới đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ha.